Lô. Nhận. Hello anh em. Lô anh em nhá. Ồ. Raven hả ta? Raven thì sao? Blackpool đâu đây nữa vậy? Blackpool ơi, mình lít chưa tới mà sao em lộ vậy? Anh lại em á Blackpool. Thằng cái kia nó tôn nhé. Hôm nào rảnh AirChain cho Murs đánh con Jiri với nhá. Thấy ông hôm qua đánh xong chê con tướng nó yếu. Mình tính chùa nha, cảm ơn anh nha. Ok nè. Mày quá không win JCV, anh win JCV là mất kêu thợ thầy thợ nữa rồi. Tưởng thợ liên minh còn gì đánh cũng được chứ ta. Thợ liên minh đánh gì kia cũng được hả? Sắp vợ ở dưới ta. Mày ông sắp này phải coi stream đơn khóa để tôi chỉ cách xài chiêu chết. Cạc cái quay. Nó không đẩy phụ đó, cạc cái quay. Sao mấy pha này chết không bị gì hết. Cho nó 300 vàng thôi chứ không bị gì hết. Biến về nhanh hơn. Không bèo. Mấy ghép này ghép nó đang nhiều vậy, mình đừng chay, mình đừng quýnh luôn, quýnh kiểu ví dụ mình giết được thì ông nói rồi mình chết cái mình mất quay mình thọ. Cái pha này không cần đánh, tính nhiều quýnh cái dưỡng lỗ, nhiều khi kiểu mình cầm hai đồ nó cầm nó không cầm đồ, mình cầm hai đồ quýnh kéo được thì quýnh. Cái pha này chắc khó kéo má anh tùn nó quỳ kìa, ai tùn tùn nó quỳ ác không. Đội em bảo nó tôi mình sẽ cứ canh kén nó hoài vậy, thể hiện trình độ à. Sao mà lì dữ vậy trời. Nó tôi mà thấy không phải. Sao cứ kéo nó hoài. Bảo nó tôi nữa mà. Đổi mạng thôi gì cắn lát luôn. Thiệt tình luôn, đã bảo nó tuôn rồi cứ ngồi quy nó hoài. Cô ơi, cái gì mà thích chuyện hồn vậy cô? Anh không muốn thấy cái này nha cô. Thích chuyện hồn đây vậy. Quýnh gì mà thích chuyện hồn đây vậy? Quýnh luôn, kéo cho con Garage TV xuống. Quýnh luôn. tìm. Khó thế này sao, khó thế này sao. Game này không lên cung xanh xíu bị thọt đam, xíu phải bán tầm món cuối, phải bán cái súng phải tạm lên cung xanh. Nhưng bây giờ cần đồ thủ hơn là đam, team mình quá trời đam luôn mà đam không vô máu luôn. Tìm lại team mình bích tướng đam nhưng mà không thấy đam, ảo chưa. Ngay sao chơi đấy, 26 phút full đồ nhưng mà thua. Đúng rồi, ảo ma Canada. Mấy ông có giờ chơi game 26 phút full đồ mà thua chưa? On lẹ đi, play game thua. Kết thúc game sớm. Đánh liên tục. Kiểu tướng, chiếc tướng mình play game thua với lại bên kia tôi mình phải dụ liên tục, quýnh end game sớm, play sẽ thua. Đép em ơi, nó không có Baron, nó canh G đép luôn. Lui lại canh G đép, đép luôn. Ơ trưởng trước. Ây da. Bắn mấy dàn sau rồi. Quay sau tới nha. Bỏ mega lên cũng được á, chừng nó lách, nó không lách không G. Trưởng lính thôi em ơi. On thôi. Giữ G cũng được mà, quýnh từ thôi, để anh đam chứ. Canon này mơ xíu lay quýnh thua á. Lấy anh côn qua đấy anh côn. Côn nhầm đây côn. Nhìn anh này côn. Nhìn anh này không đánh nè. Nói trai. Oh no, anh em nhớ like subscribe kênh cho đỡ nhé, mình em nhiều.